Lúc trước thì công ty Thế Nhân Vật đã tập hợp về cái máy ZX420 cũng như đã giới thiệu một phần vài cơ bản về cái máy này. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn và giới thiệu chi tiết hơn về chiếc máy này cũng như đi test để xem chất lượng pin của cái máy này. Ok các bạn, đây là cái máy ZX420. Mình sẽ giới thiệu về những cái chi tiết trên cái máy này. Đầu tiên là phía mặt trước, chúng ta có hai nút. Một là nút on off nút nguồn, hai là nút enter dùng để fix cháy kiểm tra cháy. Các bạn xem này. Đó. Đó. Tiếp theo là bên trong máy là trục mực. Là trục mực thì trục mực này có khả năng chứa tối đa là cùng mực 450 m. Vâng, đây là trục giấy thì nó có thể chứa một cuộn giấy 100 m, khá là to. Đây là vỏ bằng nhôm nha, khá là cứng và bền. Phía sau máy thì đây, phía sau máy thì chúng ta sẽ có một cổng USB để kết nối giữa máy tính với in, một cổng nguồn và cái nút nhỏ này. Lát nữa mình sẽ nói về chức năng nút nhỏ này sau. Rồi bây giờ mình sẽ in test cho các bạn xem về chất lượng in cũng như về tốc độ in của máy. À, còn cái đầu in này thì nó có bề ngang, bề rộng là 6 inch, 4 inch. Rồi tốc độ in của máy này có thể đạt đến 6 inch trên một giây, thì tầm 150 mm trên một giây. Rồi bây giờ mình sẽ in test cho các bạn xem về chất lượng cũng như là tốc độ in của máy này. Máy này có bộ nhớ CPU lên đến 32 GB, cho nên khá là bền bỉ và chỉ yên tâm về việc vấn đề đưa máy thì trên này có hình lượng của máy khá đẹp, rõ sắc nét. Vâng, trên đây mình đã giới thiệu về cái máy này, về những chức năng cũng như bộ phận của máy và chất lượng in, về tốc độ cũng như là cái độ sắc nét của máy. Rồi để tìm hiểu thêm về những cái dòng máy này và những dòng máy khác về mảng mà mặt pin nó bật, thì các bạn vui lòng liên hệ đến công ty Thế Nhân Vật để được hỗ trợ về tư vấn trực tiếp. Và bên cạnh đó thì hãy theo dõi những video tiếp theo của mình về tất cả những cái thông tin về máy móc, kỹ thuật máy móc, về những cái dòng máy này. Xin cảm ơn.